Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ: Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già, Hán dịch đời Nguyên Ngụy, Tông Đại Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi Người Thiên Trúc, quyển 1, phẩm 1, thỉnh Phật. Quy mạng đại trí hải tỳ lô giá na Phật. Tôi nghe như vậy: Một thuở Đức Thế Tôn cư ngụ trong thành Lăng Già trên đỉnh núi Malaya bên bờ biển lớn. Nơi đó được tạo thành bằng đủ loại vật báu, các báu xen lẫn, ánh sáng rực rỡ như trăm ngàn mặt trời soi sáng núi vàng. Đã có vô lượng vườn hoa, cây thơm đều là rừng hương báu. Gió nhẹ thổi qua, lay cành, rung lá, làm trăm ngàn hương thơm cùng lúc lan tỏa. Trăm ngàn âm thanh cực hay đồng thời phát ra, núi cao trùm trùm điệp điệp, nơi đó đều có tiên đường lên thất khám thờ hang động cho một số vật báu tạo thành, trong ngoài sáng rực, làm ánh sáng mặt trời mặt trăng đều phải mờ nhạt. Nơi đây chính là chỗ xưa các tiên thánh đều thánh hiền tư duy pháp như thật và đắc đạo. Đức Phật đã cùng với chúng đại tỳ kheo tăng và chúng đại bồ tát đều từ các cõi Phật ở phương khác đến tập hội nơi đây. Các vị bồ tát này đầy đủ vô lượng lực tự tại tam muội thần thông, diệu hóa tinh tấn năm pháp tự tánh, hai thứ vô ngã đúc đáo thông đạt, do đại bồ tát đại tuệ làm thượng thủ. Tất cả chư Phật đều dùng tay làm pháp quán đảnh và thọ ký ngôi vị Phật cho chư vị ấy, tự tâm là cảnh. Như hiểu ý nghĩa ấy, đủ loại chúng sinh, đủ thứ tâm sắc, tùy theo đủ loại tâm, đủ loại niệm khác nhau, dùng vô lượng pháp môn độ thoát, nên tùy chỗ đáng độ, tùy việc ứng thấy mà vì họ thể hiện khắp nơi. Bây giờ Đức Thế Tôn nói pháp ở cung vua rồng trong biển lớn đã mãn 7 ngày, rồi đi đến bờ nam. Khi ấy có vô lượng ức thế Đế Thích Phạm Vương, Thiên Vương, các vua rồng cho biên đại chúng đều cùng nhau hướng về bờ biển phía nam. Lúc ấy Đức Thế Tôn từ xa quan sát thành Lăng Già trên núi Malaya, tôn nhan thư thái như lay động núi vàng, vui vẻ mỉm cười rồi nói: Chư Phật ứng chánh biến tri đời quá khứ ở trong thành Lăng Già trên đỉnh núi Malaya kia, nói lên pháp tự nội thân tánh chỉ trứng, đi đất liệt khỏi tất cả tà kiến giác quán, chẳng phải cảnh giới tu hành của các ngoại đạo thanh văn. Bích chư Phật, ta cũng nên ở trong thành Lăng Già trên núi Malaya kia, mà vì vua Dạ Xoa La Bà Na thượng thủ đã lên pháp này. Bây giờ vua Dạ Xoa La Bà Na nhờ thần lực của Đức Phật nên nghe tiếng của Đức Như Lai. Sau khi rời khỏi cung vua rồng biển, qua khỏi biển lớn, Đức Phật cùng với vô lượng ức Phạm Vương, Đế Thích, Thiên Vương, các Long Vương vây quanh cung kính. Bây giờ Đức Như Lai quan sát sóng biển, cả Alaya thức của chúng sinh bị các cảnh giới gió mạnh thổi động, lo lắng sóng chuyển thức theo duyên mà khởi. Bây giờ vua Dạ Xoa La Bà Na tự nghĩ: Ta nên thỉnh Đức Như Lai vào thành Lăng Già để khiến cho ta mà mãi ở trong đời trời người cùng với những người trời người được lợi ích lớn, mau được an lạc. Bây giờ vua Dạ Xoa La Bà Na, chủ của thành Lăng Già, cùng với các quyến thuộc cởi cung điện hoa đi đến chỗ Đức Như Lai rồi. Ông cùng với các quyến thuộc từ cung điện xuống, dạo quanh Đức Phật ba vòng, dùng đủ loại âm nhạc để cúng dường Đức Như Lai. Những nhạc khí họ mang theo đều làm bằng báu nhân đà la xanh lớn và khảm xen vào các thứ báu khác như đại tỳ lô ly, mã não, bao bọc nhạc cụ bằng lớp áo màu sắc vô giá. Họ dùng tiếng Phạm và vô lượng những âm thanh khác ca tụng khen ngợi tất cả công đức của Đức Như Lai rồi nói kệ: Tâm độ ở pháp tạng, lìa vô ngã kiến chấp. Thế Tôn nói các hạnh nội tâm biết pháp rồi, pháp thiện được thân Phật, nội tâm pháp chứng được, hoa thân bày hóa thân, đúng lúc vào Lăng Già. Nay đây thành Lăng Già do lượng Phật quá khứ và các hàng Phật tử vô lượng thân thọ dùng. Thế Tôn nếu nói pháp thì vô lượng Dạ Xoa hiện bày vô lượng thân muốn nghe tiếng thuyết pháp. Bây giờ vua thành Lăng Già La Bà Na dùng đủ loại âm thanh vi diệu đô đà ca để ca tụng khen ngợi những công đức của Đức Như Lai, rồi lại dùng diệu thanh kệ tụng ca ngợi Đức Như Lai. Như Lai ở 7 ngày trong biển lớn ác thú, qua biển đến bờ kia ra khỏi rồi liền trụ. Đức vua La Bà Na cùng vợ con Dạ Xoa và quyến thuộc vô kể các đại thần đại trí, thúc Ca Bà La Na, những thiên chúng như vậy tất cả đều hiện ra những thần thông vô lượng của cung điện hoa quý. Đi đến chỗ Đức Phật đến rồi xuống điện hoa lễ bái cúng dường Phật, nương nơi oai lực Phật liền ở trước Như Lai, tự nói lên danh tự con La Sát mười đầu, nguyện xin thương xót con những chúng sinh thành này, nhận thành Lăng Già này, núi báu Malaya, vô lượng Phật quá khứ
ở trong thành Lăng Già, trên núi đủ loại báu, tụi nói pháp thân chứng. Như Lai cũng vậy nên, ở trong núi báu này, đồng chư Phật quá khứ cũng nói pháp như vậy. Nguyện cùng các Phật tử nói pháp thanh tịnh này, con và chúng Lăng Già đều rất muốn được nghe. Nhập Lăng Già kinh điển, Phật quá khứ tán thán, cảnh giới trí nội thân, lìa lời nói tôn gọi. Con nghĩ đời quá khứ, vô lượng Đức Như Lai, hàng Phật tử vây quanh. Và nói kinh điển này, ngày hôm nay Đức Phật cũng đến vì chúng con, và tất cả những chúng nói pháp sâu xa này, các Thế Tôn vị Lai và các hàng Phật tử ở trên núi báu này giảng sâu xa pháp này. Nay tại Lăng Già thành hơn cung trời ví diệu, đất đá không làm tường, những báu, lưới báu che phủ. Những già xoa này từng ở chỗ Phật quá khứ lìa các lỗi tu hành, trụ đại thừa rốt ráo, khéo tư duy nội tâm, như thật nghĩ tương ứng, nguyện Phật rủ lòng thương vì các già xoa nói. Nguyện Phật thầy trời người và núi Malaya, già xoa và thê tử muốn được đại thừa tôn. Những la sát tai vò cũng đã rụ trong thành, từng cúng dường quá khứ, vô lượng ức Thế Tôn. Nay lại muốn dâng cúng hiện tại đại pháp hương, muốn nghe hạnh nội tâm, muốn được đại thừa tôn. Nguyện Phật thương xót con và những chúng già xoa cùng các hàng Phật tử vào thành Lăng Già này, nhập cung điện của con, thê tử và quyến thuộc, mũ báu các chuỗi ngọc đủ vật dụng trang nghiêm, vườn rừng A Thư Ca, đủ thứ đều ưa thích và những cung điện hoa dâng lên Phật đại chúng. Con ở chỗ Thế Tôn không vật gì chẳng xả, nguyện Đại Mâu Ni Tôn thương xót con thọ nhận, các Phật tử và con nhận lời pháp của Phật, nguyện Phật rủ lòng thương vì con nhận giảng nói. Bây giờ Tam Giới Tôn nghe lời già xoa thỉnh, vì già xoa giảng nói Phật quá khứ vị lai, già xoa quá khứ Phật ở trong núi báu này, thương xót già xoa nên nói nội thân chứng pháp. Các Thế Tôn vị lai cũng ở núi báu này, vì các chúng già xoa cũng nói pháp màu này. Già xoa ở núi báu, người tu hành như thật, người tu pháp hiện tại mới ăn trụ nơi này. Già xoa nên bảo ông, ta và các Phật tử do thương xót các ông nhận cúng dường thỉnh giảng. Như Lai lược đáp xong, tịch tịnh yên lặng ngồi, La Sát La Bà Na dân Phật cung điện hoa. Như Lai và Phật tử nhận rồi lên và lên ngự. Già xoa La Bà Na tự ngồi cung điện hoa, lệnh các thệ nữ nhạc tấu đưa Phật đến thành. Đã đến thành chiều đó, Già xoa La Bà Na và vợ Già xoa ấy cùng con trai con gái mang đồ cúng tốt đẹp đủ loại đều vi diệu cúng dường đấng Như Lai, và các chúng Phật tử chư Phật cùng Bồ Tát đều nhận cúng dường đó. Các chúng La Bà Na cúng dường người nói pháp, quan sát lời nói pháp, chứng cảnh giới nội thân, cúng dường đại tuệ sĩ lâu sau mà thỉnh rằng: đại sĩ ngài hỏi Phật tu cảnh giới nội thân, con cùng chúng Già xoa và các hàng Phật tử, tất cả những thính giả đều thỉnh ngài thưa hỏi. Đại sĩ nói pháp thắng, tu hành cũng tối thắng, con tôn trọng đại sĩ thỉnh hỏi Phật thắng hành. Lìa các chấp ngoại đạo, nhị thừa cũng rời khỏi, nói nội pháp thanh tịnh như lai địa cứu cánh. Bây giờ lực Thế Tôn lại hóa làm thành núi, tướng cao ngất trăm ngàn, nghiêm sức núi Tu Di. Vô lượng ức vườn hoa đều là những rừng báu, mùi hương tỏa lan tràn, thơm nức chưa từng nghe. Trong mỗi một núi báu đều thể hiện thân Phật, cũng có Già Xoa Vương, La Bà Na và chúng. Đất nước Phật mười phương cùng với những thân Phật, Phật tử Già Xoa Vương đến tập hợp núi đó. Những chúng hiện có đây, ở trong thành Lăng Già đều thấy được thân mình trong khóa thành Lăng Già. Như Lai hiện thần lực cũng đồng Lăng Già đó. Các núi già dường rừng, báu trang nghiêm cũng vậy. Phật trong mỗi núi báu đều có đại tuệ hỏi, Như Lai đều nói lên sự chứng pháp nội thân, phát trăm ngàn tiếng hay. Kinh pháp này nói xong, Phật và các Phật tử tất cả đều biến mất. Già Xoa La Bà Na bỗng nhiên thấy tự thân ở tại cung điện cũ, chẳng thấy còn vật khác, mới nghĩ lên, mới khởi lên suy nghĩ, cái nhìn thấy là ai làm, ai là người nói pháp, ai là những ai lắng nghe, pháp gì ta đã thấy, có những việc như vậy. Đất nước các Thế Tôn và những thân Phật đó, việc vi diệu như thế, nay đã đi về đâu? Là điều nhớ trong mộng, hay làm việc của huyễn, hay thành ấp chân thật, hay thành càn tác bà, hay bị che thấy dối, hay là bóng nắng khởi, là mơ thạch nữ sinh, là ta thấy vần lửa, hay thấy khói hỏa luân, ta thấy cái gì vậy? Lại tự mình suy nghĩ, tại các pháp như vậy, cảnh giới chỉ tự tâm, nội tâm hay chứng biết, mà các hạng phàm phu bị phân minh che lấp, tâm hư vọng phân biệt mà không thể biết không, năng kiến và sở kiến tất cả chẳng vẹn toàn, người nói và điều nói như vậy cũng là không,
thể Phật pháp chân thật, chẳng có cũng chẳng không, pháp tướng hằng như vậy, chỉ tự tâm phân biệt. Nay thấy vật là thật, người đó chẳng thấy Phật, chẳng trụ tâm phân biệt cũng chẳng thể thấy Phật, chẳng thấy có các hành, như vậy gọi là Phật. Nếu thấy được như vậy thì người đó thấy Phật. Bà trí quả như trên, tất cả các cảnh giới chuyển thân được diệu thân, tức là Bồ Đề Phật. Bây giờ vô thành Lăng Già, La Sát mười đầu La Bàn Na thấy lỗi lầm, lỗi của tâm phân biệt mà chẳng trụ ở trong tâm phân biệt, do lực căn lành được quá khứ nên hiểu rõ như thật tánh chất các cái luận, có thể thấy như thật về thật tướng các pháp, chẳng theo lời dạy của kẻ khác, giỏi tự suy nghĩ hiểu rõ các pháp, có thể liệt khỏi tất cả sự nhận thức của tà kiến, có thể tu hành như thật hành pháp, ở trong tự thân có thể hiện tất cả đủ loại sắc tượng mà được cứu cánh, hiểu rõ đại phương tiện, biết rõ tướng mạo tự thể trên tất cả các địa thượng, cơ quan sát tự thể của tâm ý và thức, thấy thân tương tục ở ba cõi, đoạn lìa thường kiến của các ngoại đạo, nhờ trí như thật biết rõ như lai tạng, giỏi trụ ở thật trí nội tâm của Phật địa, ngay trong hư không và trong tự thân phát ra âm thanh vi diệu như vậy. Hay thay hay thay, này vua Lăng Già, những người tu hành đều nên tu học như ngươi. Lại nói, hay thay này vua Lăng Già, pháp Như Lai, chư Phật và phi pháp như ông đã thấy, nếu chẳng đúng như điều thấy của ông thì gọi là đoạn kiến. Này vua Lăng Già, ông nên lìa khỏi tâm ý thức và mà tu hành như thật các pháp thật tướng. Ông nên cần phải tu hành nội pháp, chứ chấp trước tướng tà kiến nghĩa ngoại đạo. Này Lăng Già Vương, ông chớ tu hành theo cảnh giới tu hành của thanh văn duyên giác các ngoại đạo. Ông chẳng nên trụ ở các tam muội khác của tất cả ngoại đạo. Ông chẳng nên ưa thích đủ thứ hí luận của tất cả ngoại đạo. Ông chẳng nên trụ ở vi đà tà kiến của tất cả ngoại đạo. Ông chẳng nên đắm trước trong lực tự tại buông lung của ngôi vua. Ông chẳng nên đắm trước trong lực tự tại thần thông của thiền định. Này vua Lăng Già, những việc như trên đây đều là thực hành của người tu hành như thật, có thể hàng phục tà luận của tất cả ngoại đạo, có thể phá tất cả tà kiến hư vọng, có thể chuyển lỗi ngã kiến của tất cả kiến, có thể chuyển tất cả hạnh của thức vi tế mà tu hành đại thừa. Này vua Lăng Già, ông nên nội thân Như Lai địa tu hành như thật, người tu hành như vậy được chuyển lên pháp thượng thanh tịnh. Này vua Lăng Già, ông chớ bỏ đạo sở chứng của ông, khéo tu tam muội tam ma bạc đề, ông chớ đắm trước cảnh giới tam muội của thanh văn duyên giác và ngoại đạo mà lấy làm thắng lạc. Như người tu hành theo đạo phàm phu ngoại đạo, ông chớ phân biệt. Này vua Lăng Già, ngoại đạo chấp trước ngã kiến, có ngã tướng nên hư vọng phân biệt. Ngoại đạo thấy có tướng bốn đại mà chấp trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp cho là thật có. Thanh văn duyên giác thấy có vô minh, duyên hành cho là thật có. Hoặc khởi lòng chấp trước liệt khỏi như thật không. Hư vọng phân biệt chuyên chấp trước hữu pháp mà rơi vào trong năng kiến sở kiến. Này vua Lăng Già, pháp thắng đạo này có thể khiến cho nội thân chúng sinh giác quán, có thể khiến cho chúng sinh được thì đại thừa thắng, có thể sinh ra ba cõi. Này vua Lăng Già, nhập hạnh nhập đại thừa này có thể phá đủ thứ màn che, đủ thứ sống thức của chúng sinh, chẳng rơi vào trong các kiến hành của ngoại đạo. Này vua Lăng Già, đây chính là hạnh của đại thừa, chẳng phải hạnh mà vào ngoại đạo. Hạnh ngoại đạo thì nương vào nội thân hữu ngã, mà thực hạnh thấy hai pháp sắc, thức cho là thật nên thấy có sinh diệt. Hay thay này vua Lăng Già, tư duy nghĩa này đúng như tư duy của ông, tức là thấy Phật. Bây giờ vua Lăng Già, La Bà Na lại nghĩ, ta nên hỏi Đức Phật về pháp hành như thật để chuyển đến hành của tất cả các ngoại đạo, tu hành nội tâm, cảnh giới sở quán, lìa khỏi ứng thân Phật, làm việc ứng hợp, là có thắng pháp. Sở dĩ gọi người tu hành như thật là khi chứng được pháp thì đạt được niềm vui của tam muội cứu cánh. Nếu được niềm vui đó thì gọi là người tu hành như thật. Vậy nên ta nên hỏi Đức Thế Tôn Như Lai Đại Từ Bi, Như Lai có thể đốt cháy hết củi phiền não và các Phật tử cũng có thể đốt cháy hết. Đức Như Lai có thể biết phiền não sai khiến tâm của tất cả chúng sinh. Đức Như Lai đến chỗ khắp chỗ nhất thiết trí. Đức Như Lai có thể hiểu biết rõ như thật là tướng hay phi tướng. Tại đây nên dùng sức thần thông vi diệu để thấy được Đức Như Lai. Thấy Đức Như Lai rồi thì người chưa được, người đã được đều chẳng tới lui, được vô phân biệt tam muội tam ma bạc đề, được tăng trưởng đầy đủ hành xứ của Như Lai. Lúc ấy Đức Thế Tôn như thật soi biết vua Lăng Già đã đến lúc ứng
Chấn Vô Sinh Pháp Nhẫn Tư Xót Vua La Sát mười đầu nên làm cho cung điện đã ẩn hiện, đã ẩn mất hiện trở lại như cũ, và hiện thân ở trong thành, ở trên núi với vô số lưới báu trang nghiêm. Bây giờ La Sát mười đầu vô thành lăn già tới các cung điện trở lại như cũ, trong mỗi một núi khắp nơi đều thấy có Đức Phật Thế Tôn ứng chiến biến trời với 32 tướng tốt trang nghiêm thân ở tại trong núi. Ông tự thấy thân mình ở trước khắp các Đức Phật. Ông lại thấy tất cả cõi nước chư Phật và các quốc vương nghĩ về thân vô thường, do tham vương vị và con quyến thuộc năm dục đã buộc nhau không có kỳ hạn giải thoát, nên liền đem đất nước cung điện và con do ngựa trong trân báu dân cúng Phật và tăng rồi vào với núi rừng xuất gia học đạo. Ông lại thấy Phật tử ở trong rừng núi dũng mạnh tinh tấn gieo thân cho hổ đói sư tử La Sát để cầu Phật đạo. Ông lại thấy Phật tử ở dưới rừng cây độc tụng kinh điển vì người diễn nói để cầu Phật đạo. Ông lại thấy Đức Bồ Tát nghĩ về chúng sinh khổ, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề nói đạo tràng, tư duy Phật đạo. Ông lại thấy trước mỗi một Đức Phật đều có thánh giả Bồ Tát đại tuệ nói về cảnh giới tu hành nội thân, và cũng thấy tất cả quyến thuộc và xoa về quanh mà nói danh tự chung cú. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng trí tuệ quan sát đại chúng hiện tại, chẳng phải dùng mắt thịt quan sát, nhưng như dáng chồm lên của sư tử chúa, nhìn khắp rồi cười lớn dục kế trên đỉnh phóng ra vô lượng ánh sáng, từ vai, hông, lưng, đùi, ngực, chỗ, chữ vạn, đức và những lỗ chân lông đều phóng ra tất cả ánh sáng không lường như cái cầu vòng ở không trung, như ngày ánh sáng mặt trời, như khi kết hết kiếp lửa mạnh bốc cháy bừng bừng. Đức Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương ở trong hư không quan sát Đức Như Lai, thấy Đức Phật ngồi ở trên núi Tu Chi đối diện định núi lăng già và cười lớn. Bấy giờ chúng Bồ Tát Đức Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương suy nghĩ như vậy, vì nhân duyên gì Đức Như Lai ứng chế biến tri ở trong các pháp mà được tự tại chưa từng cười lớn như vậy, lại từ thân phóng ra vô lượng ánh sáng, ngồi yên chuyên niệm cảnh giới trí tuệ nội thân chẳng cho là thù thắng, như sư tử nhìn xem vô lăng già niệm hạnh như thật. Lúc ấy thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ trước đã nhận sự thỉnh cầu của vua Lăng Già La Mã Na, người đến vua Lăng Già biết những pháp tâm hành của tất cả chúng Đại Bồ Tát và xét tất cả chúng sinh vị lai, lòng đều ưa danh tự nói pháp, lòng mê sinh ra nghi, theo đúng như lời nói mà chấp trước tất cả hành hóa của hàng thanh văn, duyên giác và ngoại đạo. Còn các Đức Phật Thế Tôn lìa khỏi những sự vận hành của tất cả tâm thức, có thể cười lớn. Về đại chúng kia đoạn dứt lòng nghi hoặc, thánh giả hỏi Đức Phật: Đức Như Lai vì nhân gì, duyên gì, việc gì mà cười lớn? Đức Phật bảo thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ: hay thay, này Đại Tuệ, hay thay, này Đại Tuệ. Ông có thể quan sát tâm của thế gian vọng tưởng phân biệt tà kiến điên đảo. Ông thật có thể biết việc ba đời và còn hỏi việc này. Như câu hỏi của ông thì câu hỏi của bậc trí dục cũng lại như vậy. Vì tự lợi và lợi ta, này Đại Tuệ, vua Lăng Già này đã từng hỏi tất cả các Đức Phật ứng chánh biến tri đời quá khứ hai pháp như vậy, hiện tại là còn muốn hỏi ta hai pháp như vậy. Hai pháp này tất cả thanh văn duyên giác ngoại đạo chưa từng biết tướng của hai pháp này. Này Đại Tuệ, La Sát mười đầu này cũng hỏi tất cả chư Phật đời vị lai hai pháp như đây. Bây giờ Đức Như Lai biết nên hỏi vua La Bà Na: Này vua Lăng Già, ông có điều nghi ngờ gì thì nay đều có thể hỏi ta. Thể hỏi ta đều có thể đáp để dứt trừ lòng nghi ngờ của ông, khiến cho ông được hoan hỷ. Này vua Lăng Già, ông đoạn trừ tâm phân biệt hư vọng, được địa đối trị phương tiện quan sát trí tuệ như thật có thể vào tam muội nội thân như thật tướng an ưa tu hành tam muội, thì Như Lai liền nhiếp lấy thân của ông khi an trụ trong cảnh giới an lạc của định, qua khỏi sự có bận nơi tam muội bất tịnh của các thanh văn duyên giác, thì có thể trụ ở địa bất động, địa thiền tuệ, địa pháp vân, biết rõ như thật về pháp vô ngã, ngồi lên vương tòa đại bảo liên hoa, được vô lượng tam muội mà nhận của vị Phật. Này vua Lăng Già, chẳng bao lâu nữa ông sẽ tự thấy thân mình cũng ngồi trên vương tòa liên hoa như vậy, giữ gìn pháp như vậy. Vô lượng quyến thuộc của hoa sen chúa, vô lượng quyến thuộc của Bồ Tát tất cả đều ngồi tòa hoa sen chúa mà tự vây quanh ngắm nhìn nhau, chẳng bao lâu tất cả đều được an trụ ở cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn đó, như là khởi một hạnh phương tiện trụ trong các địa, có thể thấy chẳng thể nghĩ bàn cảnh giới, thấy vô lượng vô biên đủ loại pháp tướng của địa Như Lai mà tất cả thanh văn viên giác Tứ Thiên Vương, Đế Thích Phạm Vương chưa từng thấy. Lúc ấy vua Lăng Già
Ngài Đức Phật Thế Tôn nói sau khi nghe và hỏi rồi, ở trên núi được trang nghiêm bằng mọi thứ báu, hoa sen báu lớn, với vô lượng ánh sáng thanh tịnh đó, có vô lượng thiên nữ tự vây quanh, rồi hiện lên ra vô lượng vô số hoa lạ, đủ loại hương lạ, hương tôn trải, hương bôi, xoa, cờ, phương báu, mũ báu, chủ ngọc đồ trang sức thân, là hiện ra đủ loại đồ trang nghiêm thù thắng cái diệu mà thế gian chưa từng nghe thấy, là hiện ra vô lượng đủ loại nhạc cụ hơn cả nhạc cụ của các trời rộng dạ xoa cả tất bà Agula Kalola, còn đây là ma hầu la già nhân phi nhân. Lại biến hóa ra nhạc cụ giống như trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, lại biến hóa ra đủ loại nhạc cụ thù thắng với diệu như ở cõi nước chư Phật khắp mười phương, là hóa làm vô lượng màn lưỡi báu lớn chia khắp ở bên trên tất cả chư Phật là chúng Bồ Tát, là dần vô lượng vô số cờ báu. Vô La Bà Na là những việc biến hóa như vậy rồi, thân bay lên hư không, cao bảy cây đa la, rồi trụ trong hư không, mưa xuống đủ loại kỹ nhạc, mưa xuống đủ loại hoa, mưa xuống đủ loại hương, mưa xuống đủ loại y phục, đầy trong hư không, như trời tuôn mưa lớn để cúng dường Đức Phật và Phật tử. Mưa cúng dường xong, ông ấy từ trên xuống đến giữa hư không liền ngồi ở trên tòa đệ nhị điển quang minh, trang nghiêm bằng hoa sen báu chúa và vô số núi báu. Bấy giờ Đức Như Lai thấy ông ấy ngồi liền mỉm cười, nghe Vua Lan Già hỏi hai pháp. Vua Lan Già bạch, bạch Thế Tôn, hai pháp này con đã từng nghe ở các Đức Phật ứng chế biến tri đời quá khứ, các Đức Phật ở Thế Tôn đó đã vì con mà giảng nói. Bạch Thế Tôn, con hiện tại nương vào danh tự Chương Cú, thưa hỏi Đức Như Lai, kính mong Đức Như Lai giảng nói rõ ràng cho con. Bạch Thế Tôn, hóa Phật ứng hóa giảng nói, hai pháp này chẳng phải căn bản Như Lai. Bạch Thế Tôn, căn bản Như Lai tu tập cảnh giới tam muội an lạc thì chẳng nói những cảnh giới ngoài tâm thức. Hay thêm Bạch Thế Tôn, tự thân Như Lai đối với tất cả pháp thành được tự tại, nguyện xin Đức Như Lai, Đức Thế Tôn ứng trên biến tri nói hai pháp này, tất cả Phật tử và bản thân con cũng nguyện muốn nghe. Đức Thế Tôn biết nên liền bảo Vua Lan Già, này Vua Lan Già, ông hỏi hai pháp này chăng? Bây giờ Vua Dạ Xoa thay đổi đủ loại vật dụng trang sức bằng vàng, như đội mũ vàng, đeo chuỗi ngọc vàng, rồi bạch Đức Như Lai thường nói pháp còn nên xả bỏ, huống gì là phi pháp. Bạch Thế Tôn, sao gọi là hai pháp xả? Bạch Thế Tôn, những gì là pháp, những gì là phi pháp? Bạch Thế Tôn, pháp xả làm sao có hai? Do rơi vào trong tướng phân biệt nên hư vọng phân biệt là pháp có, không không đại, có đại. Bạch Thế Tôn, thức Aleya biết danh tướng không, thể tướng vốn có của nó như trong hư không, có vần lông trụ, là cảnh giới mà trí thanh tịnh biết được. Bạch Thế Tôn, nếu pháp như vậy thì làm sao mà xả? Đức Phật bảo Vua Lan Già, này Vua Lan Già, ông chẳng thấy cái bình là pháp vô thường biến hoại, phàm phu ngu si phân biệt tướng sai biệt của cảnh giới này. Này Vua Lan Già, vì sao không thủ chấp tướng sai biệt của pháp và phi pháp như vậy? Nương theo tâm phân biệt của phàm phu ngu si thì có, chớ chẳng phải trí chứng thánh cho là có thể thấy. Này Vua Lan Già, như việc đặt cái bình đủ thứ tướng thì tâm phàm phu ngu si gọi là có, chẳng phải gọi thánh nhân cho là có pháp. Này Vua Lan Già, bây giờ có một ngọn lửa đốt cháy cung điện, giường rừng, cỏ cây, mà nhìn thấy đủ loại màu sắc ánh sáng của lửa mỗi một đều sai biệt, đưa vào đủ thứ của cỏ cây dài hay ngắn mà phân biệt thì có thấy có tướng hơn thua. Trong này vì sao chẳng biết có tướng sai biệt của pháp và phi pháp như vậy? Này Vua Lân Già, chẳng phải chỉ có ngọn lửa đưa vào trong một thân nối tiếp nhau mà thấy có đủ những loại tướng sai biệt. Này Vua Lân Già, như một hạt giống là một sự nối nhau sinh ra mầm, thân, cành, lá, hoa, trái, cây, rừng, đủ các tướng khác nhau. Như vậy sự sinh ra các pháp trong ngoài như vô minh và hành ấm giới nhập, tất cả các pháp mà vật sinh ra trong ba cõi đều có sai biệt, như hiện ra niềm vui, hình tướng, ngôn ngữ, đi lại, thắng trí, dị tướng, cả dưới một tướng mà chấp lấy tướng cũng thấy tướng thù thắng, thượng trung hạ, tướng nhiễm tịnh, thiện bất thiện. Này Vua Lăng Già, chẳng phải chỉ trong đủ loại pháp thấy tướng sai biệt mà người giác ngộ đạo như thật trong tu hành nội chứng cũng có thấy đủ các cái tướng sai khác, huống gì là pháp phi pháp mà không phân biệt đủ loại tướng sai biệt. Này Vua Lăng Già, có đủ thứ tướng sai biệt của pháp và phi pháp. Này Vua Lăng Già, thế nào là pháp? Đó là sự thấy phân biệt của tất cả ngoại đạo thanh văn duyên giác phàm phu ngu si, từ nhân và vật thật mà thấy, và để làm căn bản để sinh ra đủ thứ pháp. Những pháp như vậy nên xả, nên lìa, cho nên chấp chớ thủ chấp tướng mà sinh ra phân biệt.
thấy pháp tự tâm liền cho là thật. Này vua Lăng già, không có pháp thật về cái bình mà phàm phu ngu si hư vọng phân biệt, pháp vốn không có tướng quán sát, biết như thật thì gọi là xả các pháp. Này vua Lăng già, những gì là phi pháp, cái gọi là không có thân tướng, chỉ từ tâm diệt vọng tưởng phân biệt, và những phàm phu thấy thật pháp chẳng phải thật pháp, Bồ Tát thấy như thật, như vậy là sẽ bỏ phi pháp. Lại nữa, này vua Lăng già, cái gì là phi pháp nữa? Cái gọi là sừng thỏ, sừng ngựa, sừng lừa, sừng lạc đà, thạch nữ không thân không tướng mà phàm phu ngu si chắc là có. Ý nghĩa của khế tế gian nên nói đến danh tự, chẳng phải chấp tướng như cái bình kia, là pháp có thể xả. Người trí chẳng chấp sự phân biệt hư vọng như vậy, sừng thỏ pháp danh tự cũng có thể xả bỏ, đó là xả bỏ pháp và phi pháp. Này vua Lăng già, ông nay hỏi ta về pháp và phi pháp, làm sao xả bỏ? Ta đã nói xong. Này vua Lăng già, ông nói rằng con đã hỏi pháp này từ nơi các đấng ứng chấn biến tri đời quá khứ. Những đức Như Lai đó đã vì con nói. Này vua Lăng già, ông nói quá khứ thì tức là tướng phân biệt, phân biệt vị lai hiện tại cũng vậy. Này vua Lăng già, ta nói chân như pháp thể là như thật cũng là phân biệt, như phân biệt sắc là thực tế. Vì chứng thật trí nên ưa tu hành trí tuệ vô tướng, vậy nên chớ phân biệt Như Lai là thân trí, thể trí, trong tâm chớ phân biệt, trong ý chớ thủ chấp ngã nhân thọ mạng, sao chẳng phân biệt, trong ý thức chấp giữ đủ thứ cảnh giới như sắc hình tướng. Như vậy chớ thủ chấp, chớ phân biệt cái có thể phân biệt. Lại nữa, này vua Lăng già, ví như vẽ lên vách đủ thứ hình tướng, tất cả chúng sinh cũng là như vậy. Này vua Lăng già, tất cả chúng sinh giống như cỏ cây, không nghiệp, không cả, không hành. Này vua Lăng già, tất cả pháp phi pháp, không nghe, không nói. Này vua Lăng già, tất cả pháp thế gian đều như huyễn mà các ngoại đạo phàm phu chẳng biết. Này vua Lăng già, nếu có thể thấy như vậy, thấy như thật thì gọi là chánh kiến, nó thấy khác thì gọi là tà kiến, nếu phân biệt thì gọi là nắm giữ cả hai. Này vua Lăng già, ví như hình tượng trong gương tự thấy hình tượng, ví như bóng dáng trong nước tự thấy bóng dáng, như bóng dáng ánh, như bóng ánh sáng đèn, trăng ở trong nhà tự thấy bóng dáng, như tiếng vang trong không tự phát ra tiếng, rồi thủ chấp cho là tiếng. Nếu như vậy, chấp giữ pháp cùng phi pháp đều là vọng tưởng hư vọng phân biệt, vậy nên chẳng biết pháp và phi pháp, tăng thêm hư vọng chẳng được tịch diệt. Tịch diệt thì gọi là nhất tâm, nhất tâm thì gọi là Như Lai tạng, thể nhập cảnh giới trí tuệ nội thân, đạt được tam muội vô sinh pháp nhẫn. Phẩm 2 vấn đáp. Bây giờ thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ cùng tất cả những Bồ Tát có trí tuệ rộng lớn đều ở nơi tất cả cõi nước chư Phật, nương thần lực Đức Phật nên đứng dậy sẽ là y phục chắp tay cung kính dùng kệ khen Đức Phật. Phật tuệ quán đại bi lìa sinh diệt thế gian giống như hoa hư không, chẳng có chạy vướng mắc có không. Phật tuệ quán đại bi tất cả pháp như huyễn, lìa xa tâm ý thức chẳng chấp giữ có không. Phật tuệ quán đại bi giống như mộng thế gian, sao lìa khỏi thường đoạn chẳng vướng mắc có không. Phật tuệ quán đại bi chướng trí chướng phiền não cả hai vô ngã tịnh chẳng chấp giữ có không. Phật chẳng vào bất diệt, cũng chẳng trụ niết bàn, lìa pháp, pháp sở giác, lìa cả hai có không. Nếu như vậy quán Phật, tịch diệt lìa diệt sinh, người đó nay đời sau thanh tịnh không nhiễm chấp. Lúc ấy Đại Bồ Tát Đại Tuệ theo đúng như pháp nói kệ khen Phật xong, rồi tự nói tên mình. Con tên là Đại Tuệ, nguyện đạt thông Đại Thừa, dùng 108 câu kính hỏi vô thượng tôn. Tôi thắng thế gian giải, nghe Đại Tuệ hỏi han quan sát các chúng sinh và các Phật tử rằng, các ông những Phật tử và Đại Tuệ thưa hỏi, ta sẽ vì ông nói cảnh giới tự giác ngộ. Bây giờ là Bồ Tát Đại Tuệ nghe Đức Phật cho phép hỏi, liền định lại dưới chân Phật chắp tay cung kính, dùng kệ hỏi, làm sao tịnh các giác nhân đây mà có giác, nhân đâu thấy mê hoặc, nhân đâu có mê hoặc, nhân đâu có đất nước, các ngoại đạo biến hóa, sao gọi là Phật tử tịch tỉnh và thứ lớp. Giải thoát đi về đâu, ai trói nhân đâu toát, người thiền quán pháp nào, nhân đâu có ba thừa, do đâu pháp duyên sinh, tác sở tác nhân đâu nói khác nhau, nhân đâu không mà hiện, nhân đâu định vô sắc, và cùng định diệt tận, định tưởng diệt cho đâu, nhân đâu tự định xuất. Làm sao nhân quả sinh, nhân đâu thân đi đứng, nhân đâu quán kiến chấp, nhân đâu cái địa sinh, nhân ai phá ba cõi, thân nào đến chỗ nào, đủ ở chỗ ra sao, làm sao các Phật tử, nhân đâu được thần thông và tam muội tự tại, nhân đâu được tịnh tâm, sinh vật vì con nói, là tàn thức, nhân đâu ý và thức,
Do đâu thấy các pháp, do đâu đoạn kiến chấp? Sao là tánh phi tánh, tâm không pháp ra sao? Nói pháp tướng nhân đâu, sao gọi là vô ngã? Nhân đâu không chúng sinh, nhân đâu có thế đế? Nhân đâu chẳng thấy thường, nhân đâu chẳng thấy đoạn? Làm sao Phật ngoài đạo, hai tướng chẳng khác nhau? Nhân đâu đời vị lai, đủ những loại bộ khác? Sao lại gọi là không? Nhân đâu niệm chẳng trụ? Nhân đâu có thai tàn, nhân đâu niệm chẳng động? Làm sao như huyễn mộng, nói như càng tác bà? Loáng nắng trân trong nước, xin Phật vì con nói. Sao nói là giác chi, sao là bồ tát phần? Nhân gì nước loạn động, tạo hữu kiến nhân gì? Nhân đâu chẳng sinh diệt, như không hoa nhân gì? Giác thế gian nhân gì, nhân đâu nói chữ không? Không phân biệt ra sao, như hư không nhân đâu? Cho như bao nhiêu loại, tâm có bao nhiêu bờ? Nhân đâu địa thứ lớp, chân như không thứ lớp? Hai vô ngã nhân đâu? Nhân đâu cảnh giới tịnh, trí giới có bao nhiêu? Chúng sinh do đâu sinh? Ai làm đến các báu vàng, ngọc báu mà đi? Ai sinh ra lời nói của đủ loại chúng sinh, kỹ thuật chỗ ngũ minh? Ai hay nói như vậy, kể có bao nhiêu loại? Sao là trường đoạn cũ? Pháp lại có bao nhiêu cách giả nghĩa? Giống thực phẩm nhân đâu sinh ái dục? Sao gọi vua chuyển luân, sao gọi là tiểu dương? Nhân đâu giữ đất nước? Bao nhiêu loại chư thiên, nhân đâu mà có đất, gì mặt trời, trăng sao? Bao nhiêu loại giải thoát, bao nhiêu người tu hành? Bao nhiêu hàng Phật tử, bao nhiêu a sa lê? Bao nhiêu hệ Như Lai? Bản sinh bao nhiêu loại, có bao nhiêu thứ ma? Ngoài đạo bao nhiêu loại, tự tánh có bao nhiêu, tâm có bao nhiêu loại? Thế giả danh là sao, xin Phật vì con nói. Nhân đâu có gió mây, nhân đâu có thông tuệ, nhân đâu có đường cây, Thế Tôn vì con nói. Sao có voi ngựa nai, vì sao người bắt lấy? Nhân đâu bị thấp hèn, xin Phật vì con nói. Nhân đâu có sáu thời, nhân đâu thành xiển đề, trai gái và chẳng trai, vì con nói tên ấy. Nhân gì tu hành thoái, tu hành tiến vì sao? Và những người nào tu khiến trụ những pháp nào? Nhờ chúng sinh qua lại, nhân gì ở loài nào? Nhân đâu giàu của cải, Thế Tôn vì con nói. Dòng họ thích thế nào, nhân đâu có họ thích. Dòng cam giá thế nào, nhân đâu tiên trường thọ. Tiên trường thọ gần đâu, làm sao giáo hóa họ? Thế Tôn như hư không, vì con phân biệt nói. Nhân đâu Phật Thế Tôn, tất cả lúc xuất hiện vô số loại sắc danh, chúng Phật tử phải quanh. Nhân đâu chẳng ăn thịt, sao chế cấm ăn thịt? Những chủng loại ăn thịt, vì sao mà ăn thịt? Tướng mặt trời, mặt trăng, tu di và hoa sen, sư tử là hơn hết, xin Phật vì con nói. Loạn lạc trùm thế giới, dưới nhân lưới, nhân đàn la, tất cả đất nước báu, vì con nói nhân đâu? Như cầm sắc không hầu, trống hình hoa đủ loại, cõi lìa ánh nhật nguyệt, vì con nói do đâu? Những gì Phật hóa thân, những gì Phật báo thân, những gì như trí Phật, vì con nói nhân đâu? Làm sao ở dục giới chẳng thành đẳng chánh giác? Làm sao sắc tu cánh được đạo trong đi dục? Như Lai bát niết bàn, người nào trì chánh pháp? Thế Tôn trụ lâu bằng thời gian pháp trụ không? Phật lập bao nhiêu pháp, chủng loại có bao nhiêu? Tỳ kheo ni, tỳ kheo, xin Phật vì con nói. Nhân đâu trăm biến đổi, trăm tịch tỉnh, nhân đâu thanh văn bích chi Phật? Thế Tôn nói vì con. Nhân đâu không thế gian, nhân đâu thông xuất thế? Nhân đâu thất địa tâm? Thế Tôn vì con nói. Đang dạy bao nhiêu loại, nhân đâu là phá tăng, sao y là phương luận? Xin Phật vì con nói. Ca nhiếp câu lưu tôn, câu nai hàm là con. Thường vì các đệ tử nói như vậy là vì sao? Vì sao nói ngã, nhân ngã? Vì sao nói đoạn thường, vì sao nói? Vì sao chẳng chỉ nói, chỉ có một tâm thôi? Nhân đâu rừng nữ, nam, Ha Lê, A Ma Lạc, Kê La và Tiết Vi cùng Kim Cang các núi, thương đến vô lượng núi đủ loại báu trang nghiêm, tiên vui người sung mãn, xin Phật vì con nói. Khi Đại Thiên Phật nghe những câu kệ đó xong, Đại Thừa nẻo giải thoát, tâm chư Phật đệ nhất. Hỏi hay thay, này Đại Tuệ nghe kỹ, ta nay theo lớp lan, lời ông hỏi mà nói. Sinh cùng với chẳng sinh, sát na, niết bàn không. Đường đến không tự thể, con Phật Ba La Mật, thanh văn bích chi Phật, người ngoại đạo vô sắc, núi biển và tu di, bốn thiên hạ đất đai, mặt trăng, mặt trời, sao, ngoại đạo trời tu la, tự tại không giải thoát, tịch định luật tư duy, diệt già như ý túc, đạo phẩm và giác chi, vô lượng kế thiền định, năm ấm và đến đi, bốn không định diệt tận, phát khởi tâm nói lên, tâm ý và ý thức, pháp vô ngã có năm, tự tánh tướng sở tưởng, hai năng kiến sở kiến, sao gọi vô số thừa, tính vàng ngọc mani, nhất xiển đề bốn đại.
loạn động và nhất Phật cảnh giới trí dạy được, chúng sinh có không có, do ngựa các thần cầm thú, làm sao mà bắt lấy, với như nhân tương ân lực nói pháp ra sao, nhân đâu có nhân quả, rừng mê hoặc như thật, chỉ tâm không cảnh giới, cái địa không tư lớp, trong đội thay vô tướng, luận y phương khéo léo, các chú thuật, các minh sứ, vì sao mà hỏi ta, các núi tu di đất, hình thể nhỏ hoặc to, biển cả trời đằng sau, vì sao mà hỏi ta, chúng sinh thượng trung hạ, thân bao nhiêu vi trần, khuỷu tay đến 10 dặm, 40 và 20, lông thỏ bụi bụi cửa sổ, lông dê bụi bột mì, một thân bao nhiêu hột, bao nhiêu bột, nửa thân bao nhiêu đầu, một học và 10 học, trăm vạn và một ức, tầng bà bao nhiêu vi trần, hạt cải bao nhiêu bụi, của cải thành hạt đỏ, bao hạt cỏ thành đậu, bao thù thành một lượng, bao lượng thành một phân, tôi lấp tính như vậy, bao nhiêu thành tu di. Nay vì sao Phật tử chẳng hỏi ta như vậy, thanh văn và duyên giác, chư Phật và Phật tử, thân bao nhiêu vi trần, vì sao chẳng hỏi rằng, ngọn lửa bao nhiêu bụi, gió có bao nhiêu vi trần, bụi tầng căn bao nhiêu, chân lông mi bao bụi, nhân đâu làm tự tại, chuyển luân thánh đế vương, nhân đâu vô ủng hộ, giải thoát rộng, lược nói, chúng sinh đủ thứ dục, làm sao mà hỏi ta, nhân đâu các thực phẩm, nhân đâu rừng trai gái, như kim cang vững chắc, ta phải nói thế nào, nhân đâu như huyễn mộng, khiến ái ví nai hoang, nhân đâu mây xuất hiện, nhân đâu có sáu thời, nhân đâu đủ thú vị, nam nữ phi nam nữ, nhân đâu các trang nghiêm, Phật tử, nhân đâu hỏi, làm sao các núi báu, tiên vui người trang nghiêm, giải thoát chỗ nào đến, ai trói ra sao, cảnh giới thiền thế nào, niết bàn và ngoại đạo, sao lại không nhân làm, nhân đâu được thấy buộc, nhân đâu tịnh các giác, có các giác do đâu, nhân đâu chuyển tạo tác, vì hạnh nguyện hỏi ta, nhân nào đoạn các tưởng, ta mùi có nhân đâu, ai phá bỏ ba cõi, thân do đâu ở đâu, làm sao không nhân ngã, nương thế nói do đâu, nhân đâu hỏi ngã tướng, hỏi do ngài thế nào, sao gọi là thái tạng, ông nhân đâu hỏi ta, nhân đâu thường đoạn kiến, tâm được tịnh vì sao, nhân đâu nói, và trí, giới tính các Phật tử. Suy xét đệ tử thầy, đủ hạn các chúng sinh, sao là tham ẩm thực, trí thông minh, hư không, nhân đâu có cây rừng, Phật tử nhân đâu hỏi, sao gọi đủ thứ cõi, nhân đâu tiên sống lâu. Đủ loại thầy nhân đâu, ông nhân đâu hỏi ta vì sao có xấu xí, tu hành chẳng muốn thành, sao cứu cánh thành đạo, làm sao mà hỏi ta, nhân đâu hiểu thế gian, nhân đâu là tỳ kheo, là hóa báo thân Phật, nhân đâu mà hỏi ta, sao gọi như trí Phật, sao gọi là chúng tăng, không hầu trống loa, trống hoa cõi, là sao lìa ánh sáng, sao gọi là tâm địa, Phật tử mà hỏi ta, đây và chúng sinh khác, Phật tử nên thưa hỏi, mỗi một tướng tương ứng, xa lìa lỗi kiến chấp, lìa các pháp ngoài đạo. Ta nói ông lắng nghe, đây 108 kiến, như lời chư Phật nói, ta nói ít phần ít, Phật tử khéo lắng nghe. Sinh kiến bất sinh kiến, thường kiến do thường kiến, tướng kiến do tướng kiến, trụ dị kiến, phi trụ dị kiến, xét na kiến, phi xét na kiến, ly tự tánh kiến, phi ly tự tánh kiến, không kiến bất không kiến, đoạn kiến phi đoạn kiến, tâm kiến phi tâm kiến, biên kiến phi biên kiến, trung kiến phi trung kiến, biến kiến phi biến kiến, duyên kiến phi duyên kiến, nhân kiến phi nhân kiến, phiền não kiến phi phiền não kiến, ái kiến phi ái kiến, phương tiện kiến phi phương tiện kiến, xảo kiến phi xảo kiến, tịnh kiến phi tịnh kiến, tương ưng biến phi tương ưng kiến, thí dụ kiến phi thí dụ kiến, đệ tử kiến phi đệ tử kiến, sư kiến phi sư kiến, tính kiến phi tính kiến, lừa thừa kiến phi thừa kiến, tịch tỉnh kiến phi tịch tỉnh kiến, nguyện kiến phi nguyện kiến, tâm luân kiến phi tâm luân kiến, tướng kiến phi tướng kiến, hữu vô lập kiến phi hữu vô lập kiến, hữu nhị kiến vô nhị kiến, duyên nội thân thánh kiến phi duyên nội thân thánh kiến, hiện pháp lạc kiến phi hiện pháp lạc kiến, quốc thổ kiến phi quốc thổ kiến, vi trần kiến phi vi trần kiến, thủy kiến phi thủy kiến, cung kiến phi cung kiến, tứ đại kiến phi tứ đại kiến, số kiến phi số kiến, thông kiến phi thông kiến, hư vọng kiến phi hư vọng kiến, vân kiến phi vân kiến, công xảo kiến phi công xảo kiến, minh sứ kiến phi minh sứ kiến, phong kiến phi phong kiến,
địa kiến phi địa kiến, tâm kiến phi tâm kiến, giả danh kiến phi giả danh kiến, tự tánh kiến phi tự tánh kiến, ấm kiến phi ấm kiến, chúng sinh kiến phi chúng sinh kiến, trí kiến phi trí kiến, niết bàn kiến phi niết bàn kiến, cảnh giới kiến phi cảnh giới kiến, ngoại đạo kiến phi ngoại đạo kiến, loạn kiến phi loạn kiến, huyễn kiến phi huyễn kiến, mộng kiến phi mộng kiến, dương viễn kiến phi dương viễn kiến, tượng kiến phi tượng kiến, luân kiến phi luân kiến, thác bà kiến phi thác bà phi phi kiền thác bà kiến, thiên kiến phi thiên kiến, ẩm thực kiến phi ẩm thực kiến, dâm dục kiến phi dâm dục kiến, kiến kiến phi kiến kiến, ba la mật kiến phi ba la mật kiến, giới kiến phi giới kiến, nhật nguyệt tinh tú kiến phi nhật nguyệt tinh tú kiến, kế kiến đế kiến phi đế kiến, quả kiến phi quả kiến, diệt kiến phi diệt kiến, khởi diệt tầng định kiến phi khởi diệt tầng định kiến, trị kiến phi trị kiến, tướng kiến phi tướng kiến, chi kiến phi chi kiến, sở minh kiến phi sở minh kiến, thiền kiến phi thiền kiến, mê kiến phi mê kiến, hiện kiến phi hiện kiến, hộ kiến phi hộ kiến, tập tánh kiến phi tập tánh kiến, tiên nhân kiến phi tiên nhân kiến, vương kiến phi vương kiến, bổ thủ kiến phi bổ thủ kiến, thật kiến phi thật kiến, hí kiến phi hí kiến, nhất xiển đề phi nhất xiển đề kiến, nam nữ kiến phi nam nữ kiến, vị kiến phi vị kiến, tác kiến phi tác kiến, thân kiến phi thân kiến, giác kiến phi giác kiến, động biến phi động kiến, căn kiến phi căn kiến, hữu vi kiến phi hữu vi kiến, nhân quả kiến phi nhân quả kiến, sắc cứu cánh kiến phi sắc cứu cánh kiến, thời kiến phi thời kiến, thọ lâm kiến phi thọ lâm kiến, chủng chủng kiến phi chủng chủng kiến, thuyết kiến phi thuyết kiến, tỳ kheo kiến phi tỳ kheo kiến, tỳ kheo ni kiến phi tỳ kheo ni kiến, trụ trì kiến phi trụ trì kiến, tự kiến phi tự kiến. Này đại tuệ, 108 kiến này chư Phật đời quá khứ đã nói, ông và các Bồ Tát phải học như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ cho nên bốn ăn nặng dưới khúc của ba đường. Nếu có ai thấy nghe được phát tâm Bồ Đề, pháp Phật báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di